Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Sang. Thì hôm nay Sang sẽ tiếp tục phân tích cho các bạn về dự án là Open Campus có đồng token là EDU này, để xem là hệ sinh thái của nó đang build như thế nào và trong thời gian tới chúng ta có nên đầu tư vào dự án Open Campus này không. Thì các bạn hãy cùng theo dõi video này để biết nhé. Trước khi đi vào video thì những ai chúng ta vẫn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy nhớ đăng ký ở đây và nhấn nút cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh của Sang nhé các bạn. Như chúng ta có thể thấy được là Open Campus này là mã là EDU đó, sau khi nó lên bát ở trên Binance hiện tại nó đang có giá là 1.1 đô các bạn. Và tính theo vốn hóa thị trường á, thì nó đang có market cap là khoảng 161 triệu. Đó là những gì mà dự án này sau khi nó list ở trên Binance nó đã có cái mức như vậy. Nhưng mà để Sang nói thêm cho những ai mà chúng ta chưa hiểu về Open Campus này, nó hoạt động và cái hệ sinh thái của nó về trong cái mảng gì á. Nó là về mảng giáo dục các bạn. Mục đích của nó là muốn tạo ra một cái nơi để có thể connect được cả người dạy và người học với nhau. Bởi vì cái mảng này hiện tại trên toàn cầu nó đang có cái market size là lên tới 5.000 tỷ đô lần. Và nó đang có tham vọng để mà cắn được vào cái thị phần lớn như vậy. Khi mà connect được tất cả những người mà giảng dạy hay là những cái học viên mà có cái nhu cầu cho kiến thức đó lại với nhau. Đó là như vậy. Tất nhiên nó sẽ không cắn được hết market size đó, nhưng mà nếu như nó cắn được một góc ở trong đó hoặc là tạo nên được một cái trend cho cái việc education á, thì nó cũng sẽ tạo ra được volume, một cái gì đó tiềm năng để cho chúng ta có thể đầu tư được, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra cái mà mình đánh giá cao ở thằng này là nó đang build một cái giống như là một cái khó khăn, nỗi đau của những người giáo viên, những người giảng dạy là gì? Khi chúng ta tạo ra được rất nhiều chất xám hay rất nhiều cái tri thức hay ho ở trên đời này thì chúng ta rất khó tìm được cái gì đó để lưu trữ nó lại hay là để thương mại nó tiếp đến những người mà cần cái tri thức đó. Và cả người học cũng vậy, người học chúng ta luôn bị, thường nếu như chúng ta đi học ở trường chúng ta sẽ có những thầy cô mà chúng ta yêu quý, nhưng mà có những người mà chúng ta rất là ghét. Thì làm sao cả người học và người dạy chúng ta có cách chúng ta chọn lọc? Người học thì chọn được người thầy để dạy cho mình, và người dạy thì chọn được ra những kiến thức chắc lọc nhất, hay ho nhất của mình để truyền tải được đến cho những người học trò cần cái kiến thức đó. Nó rất là quan trọng. Và thằng này sở dĩ nó đang hot nữa là bởi vì nó tiền thân của nó là nó đã có một cái ứng dụng là Tiny Tap rồi các bạn. Bạn có thể search cái thằng này ở trên CS Play để bạn thấy là nó hiện tại đang có trên 1 triệu lượt tải ở trên Android rồi. Đó, cái thằng Tiny Tap này. Và cái thứ hai nữa mà cái thằng này mình thấy nó đang có là cái thằng Game Education, là một cái website các bạn. Mà hiện tại dưới đây là mình thấy nó công bố đã có trên 130.000 student nè, trên khắp hơn 60 cái trường học, để nó có thể mở rộng dần hơn khi mà nó ứng dụng được cái đồng token EDU này. Đó. Vậy thì cái đồng token EDU này khi nó tạo ra là nó đang muốn sử dụng như thế nào trong hệ sinh thái này? Đó. Các bạn đang thắc mắc cái vấn đề đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào nói về cái đồng token này. Như các bạn có thể thấy ở đây nè, dự án này, cái đồng mà mình nói đây các bạn, EDU, mình xin phép đọc là EDU luôn nha để cho nó tiện. Bởi vì mình đọc cái từ mà nếu như đọc EDU thì thấy nó hơi sượng mà mình nói nó sẽ không tiện. Cho nên là các bạn nào mà chúng ta thích nó nghe theo từ tiếng Anh thì các bạn thông cảm giúp mình nha. Vậy sao mình sẽ đọc là EDU cho nó tiện. Đó, và nó đã tạo ra trên mạng là BEP20 nè. Với cái lượng token total supply là 1 tỷ các bạn. Đó. Và đây là những cái mà dự án này nó tạo ra demand cho cái đồng token này, là nó muốn đưa ra để những ai mà chúng ta purchase, chúng ta mua cái service content ở trên hệ sinh thái của nó thì sử dụng EDU này nó sẽ có cái mức mà phí nó tốt hơn. Rồi cái thứ hai là cả những người học learning nè, chúng ta sẽ dùng nhiều trong group of learning, cái mà nó gọi ở trong hệ sinh thái này, những người learning mà khi mà họ sử dụng cái kiến thức đó. Rồi cái thứ ba là marketplace, để những cái khóa học này chúng ta tất nhiên có thể có một cái nơi marketplace để mà chúng ta mua. Và cái thứ tư là về cái việc create mining cái NFT đó, tất nhiên chúng ta sẽ cần cái phí là EDU rồi. Còn cái phần governance và philanthropy này á, thì các bạn chưa cần quan tâm vội đâu, là quản trị và cái phần từ thiện á. Hai cái này mình nghĩ dự án về sau là nó mới còn build thêm những cái này nhiều. Ban đầu các bạn chưa cần quan tâm, các bạn chỉ cần quan tâm cho mình bốn cái mắt xích chính này thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần là về cái hệ sinh thái mà nó build đây các bạn. Chỉ cần các bạn nắm rõ được cái hệ sinh thái và cái nền kinh tế mà nó đang build như thế này thì các bạn rất dễ để mà đánh giá được dự án này nó đang làm tới đâu rồi, hay nó đang làm tốt hay là không tốt. Như đây các bạn có thể thấy trong cái bức tranh cái dòng tiền khi mà cái đồng EDU này nó chảy ở trong đây á, thì chúng ta thấy là nó đang bắt đầu từ foundation đúng không ạ? Foundation là nó đẩy cái lượng token EDU này, nó tạo ra một cái foundation treasury
đó. Và từ đây là nó sẽ có một cái kho bạc để làm chi, để nó đẩy đi được nó cái rent, cái phần rent này nó là cái phần mà gọi là tài trợ đó các bạn, để nó đưa xuống cho những cái content creator để tạo ra, thu hút những người mà chúng ta tạo ra những cái nội dung kiến thức có giá trị để tạo ra cái gì đây. Tất nhiên content creator cái mà họ tạo ra là content rồi, nhưng content này khi họ tạo ra họ phải trả cái edu đó, pay to have content review này các bạn, để đưa vào kiểm duyệt, chứ không phải là content chúng ta tạo ra chúng ta đều có thể publisher nó thành NFT hết, mà chúng ta đều phải đưa nó qua một cái quá trình kiểm duyệt đó. Sau khi kiểm duyệt thành công là các bạn thấy là nó mới đi tiếp là qua cái phần payment for minting cost ở đây để mà publish được các NFT đó. Và tới cái bước này thì nó sẽ có hai nơi để đi tiếp, đó chính là update qua cái platform để những cái người learner này họ có thể học ở trên những cái content platform này, và cái thứ hai là có thể đưa vào marketplace để mà có thể thương mại được. Thì lúc này nó sẽ có thêm một cái nhóm đối tượng mà các bạn cần quan tâm ở đây là core publisher, là những người mà có thể mua lại những cái bản quyền sản xuất từ content creator đó, là những người publisher NFT đó trước đó, để chi để họ có thể quảng bá nó hơn và bán nó để thương mại đi nhiều lần. Thì lúc này những người content creator họ cũng có lợi thôi. Lúc này khi mà những cái core publisher này họ mua lại, họ thương mại á, thì họ được cái lợi ích là những cái tác phẩm đó nó sẽ có một cái phần commission, nó rơi vào cái revenue share model các bạn, thì nó sẽ nhận lại từ đây. Các bạn có thể thấy là cái content creator thì nó sẽ nhận được tất nhiên là cái tiền từ marketplace nè, khi mà nó bán được cái NFT đó, và cái thứ hai nó cũng sẽ nhận được cái phần share revenue thôi các bạn. Đó có hai cái nguồn tiền nó chảy về content creator là như vậy. Còn bản thân người học thì họ chỉ bỏ tiền ra để họ học được cái kiến thức đó trên cái content platform thôi, và sau đó họ sẽ nhận được về cái chứng chỉ course certificate ở đây đó, và cái mô hình hệ sinh thái nó chạy như vậy. Còn thằng Foundation Treasury này thì nó cũng sẽ nhận được tất nhiên là hai đầu, một đầu là từ phí từ marketplace, là những người ta mua bán nó sẽ chảy được cái dòng tiền phí về, và cái thứ hai nó cũng sẽ nhận được cái revenue share từ cái pool này. Nhưng tất nhiên cái mà nó cần quan tâm chủ yếu cốt lõi trong đây vẫn là cái phần content của creator. Nếu như cái content này nó không đủ thu hút và không đủ giá trị cho người học thì về sau sao ạ? Sẽ không có ai học nữa nếu như kiến thức nó rác quá. Rồi tiếp theo nữa, bây giờ cái quan trọng nữa là nếu như mà những content này nó chất lượng mà vẫn quá ít người học, có nghĩa là dự án này nó quảng bá chưa tốt và nó làm không cân bằng được hệ sinh thái này. Đó là cái mà chúng ta có thể đánh giá về nó. Nhưng trong cái hệ sinh thái này nó vẫn có một số điểm yếu mà mình thấy được, là thứ nhất nha, ví dụ ở đây là hai đối tượng là quan trọng là content và learner đi, nhưng mà mình thấy nếu như mà xuất hiện cái tình trạng mà content creator quá nhiều đi mà cái người học nó lại ít, thì dẫn tới hệ sinh thái nó sẽ bị mất cân bằng, và với cách dòng tiền của nó di chuyển như vậy thì mình thấy hiện tại nó chưa có thể khắc phục được nếu như cái chuyện đó xảy ra, dẫn tới là ban đầu mình nghĩ chắc nó sẽ build được dần dần thôi, nó sẽ không đẩy được quá nhanh khi mà cái lượng lên mà nó không tăng trưởng được nhiều á, mà content creator tăng nhiều là nó sẽ bị gãy. Và điểm yếu thứ hai của nó nữa là cái phần ứng dụng Tiny Tap, mặc dù chúng ta thấy nó rất là hay, có rất là nhiều lượt tải, nhưng mà hiện tại cái ứng dụng đó cái tệp của nó đang nhiều nằm ở cái đối tượng học sinh là mẫu giáo và mầm non, và người trả tiền cho kiến thức đó lại chính là phụ huynh chứ không phải là cái người học sinh đó, cho nên dẫn tới cái người phụ huynh họ có thật sự dùng cái đồng edu này để trả những cái khóa học đó cho con mình hay không thì nó vẫn là một cái câu câu hỏi mà chúng ta cần thời gian rất là nhiều để mà trả lời trong thời gian tới. Trước mắt là như vậy, nói chung cái hệ sinh thái cái nền kinh tế nó không sai, nhưng chẳng qua nó vẫn còn một số điểm yếu mà nó tồn động như vậy, cần chúng ta quan sát thêm. Bây giờ mình sẽ đi tiếp cho các bạn về cái phần tokenomics của nó, token allocation đó, để xem là những cái phân bổ của nó về cái đồng token này nó đã hợp lý chưa và chúng ta có nên yên tâm đầu tư nó lâu dài hay không, đúng không ạ? Bây giờ như mình thấy ở đây nè, trước đó nó bán ở trên Binance Lên Bát 5% thì không gì để nói, 50 triệu token đó. Những ai mà chúng ta quan sát dự án này chắc các bạn biết rồi. Và cái phần operation là cái phần hoạt động của nó thì nó sẽ chiếm 4% để có thể hoạt động được dự án này. Liquidity để về sau để chi, nó có thể dùng làm cho cái pool của NFT hay là cái pool để chúng ta mua bán trên sàn DEX là nó chiếm 10% nè. Và early contributor là 7.5, ecosystem fund là 25%, là để giống như là cái phần này mình nghĩ chắc sẽ tài trợ nhiều cho content creator đó. Rồi, và treasury nè 10%, strategy sale là 13, advisor 15.5 và team 10%. Tỷ đây á, các bạn cũng có thể nhìn cái hình cái bánh ở dưới đây để các bạn nhìn cái phân bổ cho nó nhanh. Nhưng mình cộng sơ lại thì thấy dự án này hiện tại nó cầm cũng rất nhiều các bạn. Cầm không ít token đâu. Các bạn có thể cộng sơ là chart sale là advisor team early contributor lại là các bạn có thể thấy được bao nhiêu rồi. 28 38 là 46% rồi. Nhưng đó là phần của chính
chính những cái đối tượng là team hay dự án advisor nó cầm thôi. Chúng ta còn chưa tính cả luôn treasury hay là ecosystem fund, liquidity và operation nữa. Mặc dù những phần này nó dùng để mà cho cái hệ sinh thái hoạt động ổn định cũng như là mở rộng ecosystem hơn, nhưng rõ ràng là những cái phần này cũng do dự án nó quản lý, cho nên chúng ta cũng cần quan tâm nó rất là nhiều. Và khi tổng hợp lại hết á, thì chúng ta có thể thấy được là 95% token vẫn do dự án nó quản lý, chỉ có 5% là thực sự bán ra ngoài cộng đồng để mà chúng ta có thể mua được thôi. Và bất cứ ai bây giờ chúng ta muốn mua cái token của dự án này, chúng ta đều phải mua với giá bao nhiêu à? Chúng ta đều phải mua với giá là 1.1 đô cả. Đó. Cho nên là nó vẫn còn một số bất cập mà Sang sẽ phân tích tiếp cho các bạn ở phần distribution ở đây nữa nè, để bạn thể thấy rõ được. Đây, đây là những cái phân bổ nãy Sang cho các bạn xem đây. Thì nó có cái mức vesting các bạn. Vesting ở đây là bạn có thể thấy được là operation nè, là nó có cái phần vest trong 24 tháng nè, liquidity 12 và contributor là 6. Những cái phần team và ecosystem fund nó vest ở trong khoảng là 30 tới 36 tháng hay thậm chí là 48 tháng thì mình không nói. Nhưng nó chỉ có một cái chỗ là tại sao mình thắc mắc là TGE cái thời điểm nó phát hành token á mà nó lại unlock trực tiếp cho quá nhiều như vậy. Đáng lý là mình nghĩ là cái phần 50 triệu khi nó bán ra cộng đồng Linbat này nên lock ngay thì mình không có bàn tới nữa rồi. Nhưng mà những cái phần khác đây chúng ta có thể thấy được là liquidity nó cũng cho ra một cái lượng rất lớn các bạn, 50 triệu và 20 triệu operational, và cả early contributor là cái thằng cũng nên lock ít nhất là 6 tháng, nhưng mà ở đây nó cũng đã đưa ra ngay cái thời điểm phát hành token là 7.5 triệu đây. Đó, dẫn tới là các bạn mới thấy được là tại sao trên comment cái cap nó thống kê cho các bạn là tới có tới 145 triệu sau khi dự án này lên bát là như vậy. Đây các bạn có thể thấy được nè, lượng lưu thông hiện tại của nó đang là khoảng 145 triệu. Đó lý do là như vậy đó các bạn. Cho nên từ những yếu tố này thì chúng ta có thể thấy được là cái dự án này ban đầu ngoài cái việc nó đưa ra số lượng 50 triệu sau Linbat á, thì nó còn đẩy ra tới khoảng là 95 triệu luôn đúng không? 95 triệu để mà nó có thể bán thêm ra ngoài cộng đồng để mà hoạt động cho dự án này, là cái số lượng token nó không ít. Đó. Còn về cái phần distribution á, thì những ai mà chúng ta muốn biết là cái lượng để token của nó unlock ra về sau nó khoảng bao nhiêu, các bạn có thể quan sát dưới đây. Và màu sắc các bạn có thể xem thứ tự từ trên dưới nè, như các bạn có thể thấy team màu xanh nữa chưa, advisor màu vàng nè, strategic đó, các bạn cứ nhìn theo thứ tự màu này. Thì đối với bốn màu từ team tới treasury á, thì trước 20 tháng các bạn không cần phải quan tâm vì lúc này nó sẽ không có được vesting. Còn những cái thằng khác như từ ecosystem fund đổ xuống Binance, Linbat á, thì nó sẽ unlock đều trong suốt khoảng thời gian ban đầu. Đó là thời điểm của dự án này, lúc đó chắc nó sẽ lên được khoảng 400 triệu token. Đó. Và nó mở khóa sẽ rất là nhiều, thậm chí là những cái early contributor là chắc lúc đó nó sẽ được unlock hết. Và cả liquidity và operational. Cho thấy vấn đề là sao à? Cho thấy vấn đề là nếu như mà theo mình đó nha. Theo mình mà dự án này giá hiện tại 1 đô mà trước đó nó bán ở trên Binance Linbat là 0.05 rồi, là tính theo giá hiện tại là đang ít 20 lần. Là cái giá này nếu như tất nhiên những ai mà chúng ta suy nghĩ là early contributor á, nó đang có số lượng token nhiều như vậy và dự án nó cũng có cái số lượng token lưu thông như mình nói là khoảng 95 triệu như vậy đi, là nó luôn có tỷ lệ để mà nó đẩy lên để gây sốt cho dự án cũng như là để tạo được cái mức thanh khoản nó tốt hơn đúng không. Nhưng nó sẽ có nhiều rủi ro nha các bạn, nếu như mà thật sự các bạn muốn vào luôn giá này mình thấy là nó sẽ có khá nhiều rủi ro. Tất nhiên các bạn sẽ có cơ hội, nếu như vào giá này các bạn sẽ có cơ hội là nếu nó đẩy thiệt các bạn sẽ chốt được ở đâu đó là 2 đô hay 2 đô mấy gì đấy. Nhưng nếu như nó không đẩy ngay thì sao? Và thậm chí nó bán mạnh ra để mà nó gom được cái số tiền, cái số lợi nhuận để mà run được dự án trong thời gian dài 18 tháng tiếp theo hay là 24 tháng tiếp theo để các bạn phải làm như thế nào? Bởi vì hiện tại là nó vẫn đang ít 20 so với Linbat rồi mà. Cho nên mình đánh giá hiện tại những ai mà muốn vào ở giá này vẫn rất là rủi ro. Nghĩ nếu như các bạn muốn làm theo kiểu mua cái đồng này, sau đó các bạn chốt lời được trong từ 3-6 tháng tới, chút ngắn thôi á, khi mà dự án nó đẩy giá lên á, thì các bạn vào tầm là 0.7-0.8 đô á, là nó cũng đã phù hợp rồi. Chứ còn giá này mình thấy hơi cao. Còn ai mà thật sự muốn đầu tư dự án này dài hạn luôn và các bạn nghĩ cái hệ sinh thái về giáo dục á, education này nó sẽ phát triển được lâu dài mà nó ngon á, thì các bạn nên để ít nhất là, mình nghĩ ít nhất là 4 tháng nữa
Cậu hãy quan sát tiếp dự án này, hãy vào thì nó cũng chưa muộn. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại như mình cho các bạn thấy cái hệ sinh thái đang build là như vậy, mọi thứ nó đang connect với nhau và nó tạo ra một cái dự án rất là tuyệt vời giữa cái người giảng dạy và người học, đúng không? Nhưng mà mọi thứ nó đang build mà, nó đang đặt những cái viên gạch đầu tiên để mà nó build dần cho cái hệ sinh thái và cái demand cho cái đồng token ADU. Nên hiện tại nó chưa có gì cả, nó chưa có marketplace, nó chưa có những cái content creator chất lượng, hay thậm chí là chưa có những cái teacher nào đó đã publish ra những NFT cả. Hiện tại là nó chỉ mới raise lên, nó có cái đồng ADU này trên thị trường thôi. Hệ sinh thái nó vẫn đang build dần. Cho nên để mà ok, giảm thiểu được rủi ro, những ai mà chúng ta muốn đầu tư dự án này dài hạn thì mình nghĩ 3 đến 4 tháng nữa các bạn có thể quan sát lại xem nó làm tới đâu rồi, thì lúc đó chúng ta quyết định mua hay không vẫn chưa muộn. Thì theo quan điểm cá nhân của mình là như vậy. Còn các bạn quyết định như thế nào thì tùy các bạn thôi. Nhưng mà ở đây á, về cái phần tokenomics của nó thì để mình cho các bạn xem thêm một cái phần là của cái đồng token của nó khi nó tạo ra cái contract ở trên BTC Chain, là các bạn có thể kiểm tra là cái contract của nó là 2639 ở đây nè. Và hiện tại chúng ta có thể thấy được là số lượng holder của nó đang rất ít các bạn, có trên 2000 holder thôi, cho thấy hiện tại người ta không có để trên ví lẻ, ví riêng là nhiều, mà hiện tại mọi người chỉ tập trung đầu cơ nó trên các sàn tập trung mua bán ở trên đó là nhiều thôi, cho nên là số holder nó ít như vậy đó. Thì so với cái mức độ mà dự án cho thấy là nó sẽ càng ngày càng phổ biến trong tương lai hay là như thế nào đó, thì rõ ràng là hiện tại là nó chưa được tới mức như vậy. Còn về phần tokenomics thì mình thấy nó phân bổ khá đúng các bạn, khá đúng theo những cái bên đây, các bạn có thể kiểm tra lại nếu như các bạn muốn đó. Nhưng mà vào đây xem thì các bạn sẽ thấy là hiện tại Binance mình nghĩ ngày xưa chắc đầu tư cho dự án này cũng khá nhiều đó, cho nên hiện tại cái mức độ token của nó đang được giữ trên sàn Binance để cho mọi người giao dịch là khá lớn, 9 mấy% là gần tới 100 triệu token luôn các bạn. Còn những phần khác thì mình kiểm tra hết rồi thì nó không có gì bất thường cả, cho nên các bạn đầu tư thì chúng ta chọn thời điểm thôi, hoặc là chọn vùng giá phù hợp so với mức độ rủi ro mà chúng ta chịu được để mà mua bán thôi, chứ không vấn đề gì cả. Nếu như các bạn có thêm những thắc mắc gì đó về dự án này thì các bạn có thể đặt thêm cho mình câu hỏi dưới phần comment nhé. Cũng như những ai chúng ta vẫn chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký và cho Sang một like trên video để ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.